Xin chào cả nhà. Bây giờ mình đưa các bạn đi thăm trang trại rau và hoa nha. Rồi đi thôi, bắt đầu mình vô làng hoa Vạn Thành nha. Nhà lưới. Nhà lưới mà không mát và thủy canh. Bên kia là làng. Cái này su hào tím nha mấy bạn. Hồi đó giờ mình có su hào xanh thôi, thấy củ nó bự mà nó dẹp. Còn cái này sao nó dài dài. Con quay cận cảnh cái củ đây hơn nè. Thường là mình màu xanh thôi. Có gì khác biệt với su hào xanh bình thường của mình không bà? Bà không biết nhưng mà bà thấy cái củ nó có vẻ nhỏ nè. Rồi nó hơi hơi thon thon dài dài, còn cái kia nó hình bánh xe đó, xẹp vậy nè. Bà chưa hiểu lắm, nay bà mới gặp lần đầu, để bà về tìm hiểu và bà giới thiệu lại với Hương nha. Này củ cải đỏ nha, có củ rồi đây, củ cải đỏ nè, cái màu giống với su hào bên kia luôn, giống su hào tím luôn, nhưng mà mình phân biệt được là nhờ cái lá nè các bạn. Mà cái lá củ cải này không giống củ cải trắng nha. Ôi mới nhìn nó giống cái màu bên kia ghê luôn nha. Nè zoom zoom lại đi, củ cải đỏ cái lá nó khác thôi chứ nhìn cái củ mới nhìn cũng không có phân biệt được nha. Quá trời. Đây. Thật sự là không biết tên gì luôn á. Cúc mà thấy nó đẹp mà sáp vô, mình có thấy hoa là mình sáp vô mình chụp. Giống 10 giờ ở chỗ mình bà ha. Tôi thấy nó giống cúc đó, nhưng mà không biết cái gì khắp nơi nè, bà biết nè. Zoom gần lên đây nè, chỗ dễ thương quá nè. Rồi bà chụp nha. Cụm đây chắc là cúc, mà chưa biết là cúc gì. Cúc quả mi bên kia. Mà đam thương đứng nhìn thấy có chữ cúc quả mi rồi nè. Để mình đi qua bển mình coi coi cái màu nó là màu gì nha. Đấy. Cái này nguyên một đường làm đèn luôn cô Hương ơi. Nè, nè. Cô zoom cái chỗ này lại coi cô Hương. Quá trời bông luôn nè. Ôi mình đi xuống dưới. Mình đi xuống dưới. Xuống cúc. Mình đi qua coi cúc quả mi cô Hương. Đi. Cúc quả mi. Cúc quả mi ở Đà Lạt. Bà thấy cái màu nó sẽ không có giống cái quả mi ở ngoài bãi đá sông Hồng á. Bãi đá sông Hồng thấy nó trắng tinh nè. Đẹp quá. Cúc màu hồng, không biết cúc này không biết tên gì luôn. Nhìn thì cũng giống cúc hoa mi nhưng mà màu nó khác bà ha. Không có để tên gì hết, còn bên đây nó để tên cúc hoa mi nè. Nhưng mà sao cúc hoa mi này nhìn lạ. Mà nhìn không thấy tên. Còn cái này là cái gì đây nè, quên tên nè. Dạ yên thảo bà. À dạ yên thảo đúng rồi. Mai dạ yên thảo. Dạ. Cái này rất là rẻ luôn. Này rất rẻ, dễ trồng mà bà thích cái này dữ lắm luôn nè. Màu nhạt. Nhưng mà lá với hoa nó giống màu quá nên con thì lại không thích lắm. Không, nhưng mà cái này dễ trồng. Bà không có săn sóc được, nó dễ trồng. Cái này mình kêu là hoa nho nè, rất là dễ trồng, bẻ cắm xuống là sống nè. Nhưng mà tên của nó là thu hải đường, có màu đỏ màu trắng nữa. Dạ yến thảo đây, đủ màu hết. Rồi bây giờ mình vô vườn cà chua nghe các bạn. À, trái quá nhiều luôn, khá là đẹp. Cái cà chua thì hoa màu vàng nhỏ nhỏ xinh xinh, xong rồi trái xanh trái đỏ. Đây, chỗ này chín đỏ mọng luôn rồi nè, đẹp quá. Trời ơi trái quá trời luôn nè, cà chua. À cái chùm này còn xanh nè, chùm này còn xanh nè, trời ơi, cà chua đỏ quá trời luôn rồi nè. Zoom một chùm lên cho coi nè. Cà chua tím mà, cà chua nâu gì đây không biết nữa. Cà chua. Đam
Anh Thư cũng không biết luôn nữa, thấy lạ thì quay. Cái này là dưa pepino các bạn ơi. Còn gọi là dưa hấu tí hon đó bạn. Dưa hấu tí hon hả? Dưa pepino đây. Hoa màu tím. Hoa màu tím cũng dễ thương nè. Bây giờ có trái nha. Trái này còn non. Cái này có lần mua về Cần Thơ trồng được rồi đây nè. Có ra trái nhưng mà trái Cần Thơ trồng nó nhỏ. Cái này nó còn non nó như thế này. Chứ nó chín thì nó có cái sọc. Ăn nó thanh thanh, nó không có ngọt gắt nha. Cái này cũng rất là bổ. Làng hoa Vạn Thành hiện nay là mới sửa lại. Hình như di dời cái phía nó thì phải. Đây ngoài kia là hoa mỏm sói kìa. Còn đây là sát pháo. Đây là nữ hoàng xanh nha các bạn. Mới nhìn mình cứ tưởng là lavender nhưng mà không phải. Nó là nữ hoàng xanh á. Cái này là mao địa hoàng nha. Mình hôm nay mình mới biết tên nó đây. Lúc đầu mình nhìn mình cứ tưởng là hoa mỏm sói chứ. Đây, phóng bự lên. Chắc nó màu tàn quá con. Nhưng mà nó cũng có nhiều màu đó. Màu vàng nè, màu tím nè. Tím đậm, tím lợt nè. Màu trắng nè. Đây, mình đi coi cái lá của mao địa hoàng coi. Nhìn cứ tưởng như rau cải muốn ăn luôn vậy trời. Nhìn ngon ghê chưa. Ui, lồng đèn nữa nè. Nguyên một con đường luôn. Đúng là trồng cây này vừa mát và lại vừa đẹp đấy chứ. Đẹp ghê luôn. Đẹp quá này ơi. Quá ở đây đó. Bông nhiều quá bà. Bông đẹp hơn chỗ nãy. Ôi, nguyên một con đường dài lồng đèn đỏ rực luôn các bạn. Tất cả các cái đường đi ở đây đều trồng hoa lồng đèn ở phía trên hết nha. Nhìn hết sức là đẹp luôn. Đỏ ao luôn. Gió đông đưa lãng mạn ghê chứ nè. Thích thật luôn á. Không khí Đà Lạt mát. Đúng nghĩa thì nghỉ dưỡng luôn á. Nhà mình sáng nay là ngủ đẩy đà luôn. 8 giờ rưỡi mới dậy. Đi ăn sáng xong rồi xuất phát ra đây đi ra coi hoa rồi. Thật là thoải mái trong người. Cao gặp đầu luôn Hương. Nè, gần tới bằng bà rồi đó. Ủa đẹp quá trời. Ở dưới mình trồng sát pháo không có hoa. Không à. Dạ. Cũng có hoa nhưng mà 2-3 tấc là còn cái này là. Hơn trước nè, cái này chắc cao hơn bà không Hương? Dạ, cao hơn rồi bà. Bà là thứ 62, thứ 3 gì đó nói. Đây, như pepino cái này hơi già hơn rồi nè. Bắt đầu nó lên sọc đây. Đó. Này cũng già dữ. Theo mình hỏi người ta thì ta nói trồng khoảng 3-4 tháng ăn gì đó. Cô Hương có biết tên cái cây này không vậy cô Hương? Cái này là bà thấy, bà từng ăn rồi nhưng mà bà không biết tên. Con thì nghe nói là salad cầu vồng. Nghe nói là... thôi chứ chưa chắc ăn phải không? Dạ đúng, nhưng mà con nghĩ là nó cũng có nhiều màu nè bà. Bà trước giờ chỉ thấy màu đỏ thôi à. Nhưng mà bạn không thấy ngon. Nhưng mà hàm lượng dinh dưỡng cao ông ơi. À. Cái này màu vàng nữa nè. Màu vàng. Trời ơi lúc trước á. Mà bà qua chị bé đó. Mà cắt bỏ nè. Qua tới bên đây là dâu tây rồi nè. Dâu tây quá trời trái rồi nè. Nhóc luôn. À, tức là dâu Nhật á thì là ngon nhất. Còn cái này là dâu Hàn Quốc. Là nó ngon thứ hai à. Giá ngang nhau vậy là cô mua dâu Nhật chứ mua dâu Hàn Quốc chi? À. À, nhiều người thích Nhật hơn ha em. Đúng rồi, nhưng mà tùy đúng Nhật ngon nữa. Nhưng mà làm sao mình phân biệt được em? Dâu Hàn Quốc thì lá. Em nhìn quen em biết chứ cô thì chắc không biết rồi. Cô nhìn trái dâu thì cô biết trái dâu thôi à. Đẹp quá. Trái bắt đầu chín rồi nè. Cái này cũng đẹp nè. Mà bà chưa biết tên nè. Cái này là cái gì con? Dạ, tùng tuyết mai. Tùng tuyết mai hả? Sao bà nhìn thấy giống bông hồng quá à? Con thấy ở những shop hoa thì nó lại bảo là hoa thanh liễu. Shop bà không có cái này cho nên bà không biết. Đây có cây đào nè.
Cái nào còn nhiều hoa quá. Rồi, bây giờ đói bụng rồi, đi vô ăn hương rừng thôi. Quán này cũng nổi tiếng của Đà Lạt nha. Hộp dâu Hàn Quốc hồi nãy nè. Hộp này mua nhiêu chị? 230 ngàn. Thử trái sống coi. Chả muối nè. Rồi. Cũng ngọt đó. Ngọt nhưng mà nó có mềm không? Vẫn mềm. Vẫn mềm. Không có giòn. Nhưng mà nó ngọt hơn. Nó vẫn giá ngọt. Đây là khá là đắt nha. Cái hộp này chừng nửa ký mà 230 ngàn. Tiếp chế sống nè. Sống hơn luôn hả chị? Thử coi có ngọt bằng không? Vẫn ngọt chứ không chua. Không chua miếng nào hết á. Chứ thường cái dâu của mình bình thường là nó sống như vậy là chua. Nó sẽ chua phải không? Bây giờ chị ăn cái trái chín đỏ ao coi. Đây. Đỏ nhất luôn. Rồi. Xem nó có ngọt hơn cái trái xanh hồi nãy không? Đây. Ngọt hơn mềm. Ngọt hơn một chút. Ngọt hơn chưa bà? Bán trái rồi ngọt quá à. Nó cô Hương thử ra. Có ngọt hơn vô thường không? Ngọt hơn, thơm hơn, mềm hơn. Mũi không. Nhiễm hấp xả ha. Nhiễm hấp xả. Nhìn cũng hấp dẫn đó. Đẩy lại, đẩy lại đi. Đẩy lại đi chút rồi nó chín mình ăn thử cơm lam nha. Cơm lam chấm muối đậu phộng nè. Cơm lam làm kiểu này thì nó thơm. Tại vì nó cháy rồi nè. Nướng trực tiếp vô gạo luôn. Nhím cũng gần chín rồi đó. Đảo nó lên cái đi cô Hương. Cơm lam ngon quá. Ăn gần hết dĩa nè. Cánh gà của bé nè. Bé khoái với cánh gà đi đâu bé cũng đòi gà. Rồi. Nay nướng rất là mềm luôn. Hương rừng nó có cái đường tắt đi qua cái cung đường làng Hoa Vạn Thành, Trại Cuốn và Fairy Tale Land luôn nha các bạn. Đến đây mình xin tạm dừng và chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ.